Có quậy gì vậy? Giờ quậy gì vậy? Coi thử coi. Cái gì mà không yên, không ngủ quậy gì vậy? Hử? Sao mà con? Cái gì mà con quậy dữ vậy? Quậy dục mà, dục được cái dân tùm lum vậy? Hả? Lý do quậy sao? Nói cho phụ nghe coi cái gì mà quậy mùng mờ nó đá dân hết trơn vậy? Hử? Quậy gì? Trời đất ơi, không ngủ không yên người ta. Tôi ngồi yên tôi coi cô quậy cái gì đó. Quậy gì đó chứ phụ nghe coi. Cái gì có đau bụng không? Mà quậy dữ vậy? Hử? Cô tay sù sù vậy nè. Quỷ quá mà. Cái gì quậy đi. Khoái quậy là con quậy gì ha sư phụ? Khoái quậy là con quậy vậy đó. Nó mềm rồi bây giờ dục văng hết trơn. Thấy không? Quậy đi. Coi thử có quậy gì vậy. Bị quá mà nó quậy quỷ gì quậy cho sư phụ coi cái kiếm gì tổng mà quậy quá trời quậy vậy hử cho sư phụ lại không là không quậy nữa quậy sư phụ coi cái quậy gì sao tự nhiên sư phụ lại không quậy nữa không cái nữa sư phụ coi coi vậy coi vậy cha mày cha mày cha mày là gì ra hử hai miệng nói đi mà nói gì nói đi 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 nói tay vào tay ừ đây 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 ừ. Con muốn nói gì? Con muốn nói mà nó không được nó tức quý vị thấy không? Chắc là kiếp sau con làm người đó con ơi. Kiếp sau con làm người nghe con hay là con nói nghe. Cái này con không nói được con tức hả con? Tức quá con. Tức quá con nói sư phụ không hiểu con tức quá sư phụ ơi. Tức quá. Tức quá con nghe. Nói sư phụ không hiểu không? Tức quá nghe không tức quá tức rồi nghe không y không muốn nói gì tức quá thôi đi tiểu đi ha đi ra đi tiểu đi đằng vô sư phụ đi tắm sư phụ làm cả ngày rồi con ha sư phụ cả ngày rồi đi đi cho sư phụ đi sư phụ làm cả ngày rồi mệt quá rồi mà phải mắc nợ con phải trả nợ cho con đó nè đi. Đi làm cả ngày rồi nghe không sư phụ cực cả ngày rồi đi ra đi tiểu đi đằng sư phụ đóng cửa luôn nha đây ra đi tiểu đi thằng sư phụ đóng cửa luôn sư phụ tắm
Đi đi con. Ra ra. Tiểu bên này nó là vô ngủ nghe. Chứ sư phụ không có mở nữa mà. Mở rồi cả ngày rồi con ơi. Sư phụ làm cả ngày cực quá rồi. Từ từ con, từ từ, từ từ, từ từ. Rồi đi đi nghe. Riết vô nghe, sư phụ không có chờ lâu nghe. Con sủa, sủa gì á? Láng không? Riết vô. Chưa là chưa đi vô vô đây chưa vô 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 xe vô lạnh quá con ơi vô sư phụ đi tắm con ơi đi vô 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 xe vô đây vô lẹ lên tối rồi lẹ lên con lẹ lên rồi giỏi quá. Xong chưa? Con xong hết trơn chưa? Xong rồi hen, bây giờ con đi ngủ với sư phụ đi tắm nha. Nghe không? Không có quậy nữa nha con. Không có tha gì. Chứ mà, tha tầm bậy nè, tha tầm bậy nè. Tao ghét cái tầm tha tầm bậy nè. Quýnh cho mày coi nè. Rồi đây rồi, lại đâu? Tha bậy nữa không? Hả? Tha bậy nữa không? Trốn đi, thì trốn được đi. Trốn đi. Trốn đi. Trốn đi, tôi quýnh cho mày coi. Đi chuyên môn đi. Mà ăn đâu có thiếu, đâu có đói. Đâu rồi, đâu rồi. Ăn đâu có đói đâu mà. Đi thật tầm bậy rồi. Sao mày nè. Tại sao, đi ra đây à, ra đây lên. Trốn đâu, trốn đâu. Trốn đâu. Trốn nào. Đi luôn nghe, trốn đi luôn nghe. Đi ra đó là bỏ luôn, đi luôn nghe. Nghe không? Ngon mà chung ra đó là bỏ luôn, tôi không bao giờ tôi mở cửa cho vô. Đi đi. Đi. Sao tầm bậy nè. Đó biểu, ở đây. Cái đây, nằm đây nè. Đó. Tôi quất một 10 cây. Nghe không? Một cây nè. Hai cây nè. 3 cây nè, 4 cây nè, 5 cây nè. Hứa đi, hứa đi. Thao tầm bậy thì nó quất cây cái mỏ mới được. Đi đi, ngon bỏ ra đi, ngon ra khỏi hàng rào đi. Muốn bỏ khỏi, bỏ nhà đi phải không, muốn bỏ nhà đi phải không. Muốn bỏ nhà đi phải không. Vô đây. Thế này. Không đây. Không bao giờ đi phải không? Không bao giờ đi phải không? Không bao giờ đi phải không? Đi phải không? Không đi phải không? Thì tôi quất một cái chặt tôi què dò luôn nè. Quất một cái chôn liền tại chỗ luôn nè. Vô. À, tầm bậy nè, tha tầm bậy nè, cái mỏ này nè, cái mỏ này ăn bậy nè, cái mỏ này ăn bậy nè, mỏ này ăn bậy nè, ngon đi đi, đi thì tao đuổi khỏi nhà luôn,
Thì tôi quýnh một cái cho má nhìn ông ra luôn. Chứ mong đi tha tôi vậy vậy. Một từ sai sao là cấm không cho đi chơi. Mà không cho mày đi chơi nữa nghe mày. Mày tin mày, mày. Chứ mong đi tha tầm bậy. Nó nói đi luôn chứ. Cái mỏ đó là một mỏ vàng. Tôi giả một lần cái nhớ nha, nè giả một lần nhớ cái mỏ này nha, cái mỏ này tha tao bậy nha, giả nha, ba cái cho nhớ nha, cái nhớ nha. Từ đây sao mà mày tha bậy nữa thì mày chết cha mày với tao nha. Giá cho nhớ nha. Tôi giá cho gái cái mỏ đó kìa. Đúng không? Giá cho gái mỏ không? Ăn nó có thiếu đâu mà tha tầm bậy tầm bạ. Một lần này thôi là giả ba cái nha. Là sao là giả cái là gãy không còn cái răng nha. 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 Đừng có tưởng đâu, cưng, cưng người ta không nói tới hả mày? Hả mày? Người ta giả không còn cái răng nha, cái tội tha bậy nha, nha, nha. Đi thấy xương ở đâu cũng tha về hết trơn. Đã, cấm không cho ăn mặn rồi à, cấm không cho ăn mặn rồi à. Mới cho ăn thịt gà mấy bữa cái là đi tha xương về. Tôi quýnh què giò luôn á, què cẳng luôn á. Biết không? Không nóng à. Bỏ tao tha tao bậy nha, một lần người nữa thôi nha. Rồi tôi giả không còn cái răng nha. 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 Có ăn có thiếu gì không? Ra thấy xương đâu cũng tha về trên á. Cấm từ đây sao không cho ra đường nha. Ngày mai mà vậy rồi tôi tát 5 cái nha. Một lần bữa nay 3 cái thôi nha. Nghe không? Giật cái gì? Thì nuôi mày tao mắc nghiệp ha. Thấy không? Nuôi mắc nghiệp ha. Quýnh này mang tội ha. Đi ra đường đi luôn đi. Khóc cái gì? Quen ớt nó ra sao khóc? Đã cho ăn, ăn không thiếu gì hết trơn á. Mà hả? Hả? Thấy. Thấy cái gì cũng tha, thấy cái gì cũng tha. Tha, tha, tha. Rồi giả ba cái thôi. Nuôi mày mắc cái nghiệp ha. Cấm từ đây sao không có ra đường nha. Nằm nơi cấm từ đây sao? Ăn không thiếu gì hết trơn á. Mà cứ đi ra đường thấy xương đâu cũng tha đem về hết trơn á. Lần này chứ lần sau mà tôi giả không còn một cái răng nha mày. Nha mày. Nha mày. Biết mấy nay tôi dụt tôi lùi mấy lần rồi không? 3 lần rồi nha. Cho mày hay nha. Ví dụ 3 lần rồi, lần thứ 3 là lần cuối cùng á, là nó là tôi tát một cái là má nhìn không ra nghe, nghe không? Thế cưng là muốn làm gì làm hả? Lần này là lần cuối á, nó rồi đó.
Ngủ đi. Mày đi đâu mày? Mày ra tao cho mày cho tao.